Nào. Đưa điện thoại vào đây. Chào tất cả mọi người ạ. Chào Phú Nguyễn. Chào chị Hiền, nhờ mọi người chia sẻ bài giùm em đi ạ. Mọi người ơi, nhờ mọi người chia sẻ bài giùm em đi mọi người ơi. Chào Báo Báo. Nhờ mọi người chia sẻ bài giùm em đi ạ. Chào Lê Thế Vương ạ. Chào chị Hiền. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em đi mọi người ơi. Tối đêm nay là em bán là quê tháng 8. Quê tháng 8 lịch sáng của núi rừng Bình Định nè mọi người ơi. Với Ngọc Điềm Thái. Ngọc Điềm Hằng Bốc Trụ. Nhờ mọi người chia sẻ bài giùm em đi ạ. Ngọc Điềm Thái giá cũng cực mềm cực rẻ này mọi người. Quế là tối hôm nay em có băng quế quế xếp nữa nha. Có quế xếp nữa, quế quế ra này mọi người có thấy coi rất là to không ạ? Hàng cực kỳ đẹp luôn. Xanh tươi mơn mớn. Nhờ mọi người chia sẻ bao giùm em đi mọi người ơi. Có ai thấy em cho em một chấm đấy ạ. À. Nhờ mọi người chia sẻ bài giùm em đi ạ. À. Quế tháng 8. Đó là quế của núi rừng Bình Định này. Hàng mới về luôn. Xanh mơn mớn một giá cực rẻ cực bèo 150k một ký. Mà nhiều con to lắm. 150k một ký nha mọi người. Các ai mua ủng hộ giùm em đi ạ. À. Nhờ mọi người chia sẻ bài giùm em đi ạ. À. Đấy, mọi người có thấy quế đẹp không ạ? Quế rất là đẹp luôn này. 150k một ký này nha mọi người ơi. Giá rất là rẻ này. Hàng tươi rồi lắm. Hàng đó là đồng bào dân mới đi bắt về. 150k một ký này. Giá cực rẻ cực mềm luôn. Ai chốt ghi chữ chốt 150k và số điện thoại giúp em ạ. 150k một ký. Nhờ mọi người chia sẻ bao giùm em đi ạ. Em có bán tối hôm nay là em bán quế tháng 8 la lướt, la xếp với cáo cáo bách, cáo đăng thuần nha mọi người. Giá cực rẻ cực mềm luôn. Cái thấy em cho em một chấm đấy ạ. À. Mọi người muốn mua gì mọi người cứ nói em lấy hàng này em bán ạ. À. Tối đêm nay là em bán là cáo thuần, ngọc điểm thái, ngọc điểm hàng bốc trụ, như quê tháng 8. Một giò như vậy là một giò cáo. Cáo thì một tháng nữa nó mới ra hoa nha mọi người. Đây là cáo bách, hàng rất là đẹp này. Hàng này là được thuần, được ghép ở trong cái giớn rễ của nó này mọi người. Một tháng nữa nó mới có cáo. Nên là một cái hàng tối đêm nay em bán mà là như một giò cáo đó là em bán giá cực mềm cực rẻ này. Hàng này là
một giò 5 con như vậy. Hàng đó là sấp nổ 180k này, có ai chốt em chốt cho cái người đầu tiên nhanh tay ạ. 180k một giò cáo này. Cái hoa cáo là nó rất là dài nha, nó rất là dài, nó đẹp, nó giống như cái hoa ngọc điếm ạ. Mà nó lại dài hơn, nó chỉ thua cái ngọc điếm là nó không có nở trúng dịp Tết thôi. Chứ cái cáo đó là cáo cáo Bắc này nha mọi người. Hoa nó rất là dài. Mà hàng đó là được thuần ở trong vớn, nên là mọi người cứ về treo như giờ là nó ra hoa này. Một tháng nữa là cáo nó mới cho hoa. Những cái cây lớn hơn thì bây giờ nó đã có nụ, những cái cây như vậy thì khoảng cỡ nửa tháng nữa là bắt đầu có nụ này. 180k cho một giò 5 cây này, có ai chốt đi chị chốt vào số điện thoại giúp em này. Ai chốt đi chị chốt vào số điện thoại giúp em nha mọi người ơi. Điện thoại nè. Tối đêm nay là em bán hàng cực mềm cực rẻ luôn. Ừ, đi. Alo. Để em tìm giò có nụ. Em bán cho mọi người ạ. Hạt vĩ. Không có hạt vĩ. Dạ không có hạt vĩ. Dạ có quế, quế nước với quế xét. Chào Hoàng Hiền ạ. Quế là em bán là 100. Đây. Quế là 150.000 một cân. Quế bên kia một cân. 150.000 một cân. Dạ 150.000 một cân. Đây. Nụ này mọi người có thấy cái nụ không ạ? Những cái cây lớn như vậy là nó sẽ có, nó đang nó tùy theo, có nó có nụ này. Có một cân là có mấy tấn cây? 10 cây, 11 cây. 2 4 11 cây. Có hai cái cây đây nó hơi nhỏ hơn một xíu này nha mọi người. 2 3 4 5 6. Con đang live stream. 6 thằng này bây giờ em bán giá cực mềm cực rẻ nha. Coi có ai chốt mới hàng giùm em là chốt giùm em phát đầu tiên ạ. Hàng đang nụ này nha. Chợ hoa lan rừng. Mẹ con nên lên trên chợ hoa lan rừng chú. Nụ này mọi người có thấy nụ không ạ? Cái giò đây là 2 4 6 6 con này với có 2 con này nó nhỏ này. Cái giò đây em bán giá mới hàng là 200k này. Có ai chốt không ạ? 200k dạ. Mẹ bán cho chú ấy 2 giò cáo. Bây giờ chú vô coi đi, được chốt cái chốt giò này chú. Chú có số điện thoại rồi chú nhắn qua. À, cái 200k cho một giò cáo đang nụ này, có ai mua không ạ? À? Ai chốt dạ, cứ chị chốt vào số điện thoại giúp em ạ. À. Cáo cực kỳ đẹp luôn, hàng đó là được thuần. Ở trong vớn này mọi người có thấy không? Rễ ra chín hết này. Cáo đó là được thuần 3 năm rồi nha mọi người, 3 4 năm rồi ạ. À. 0976 491 76. Các ai chốt cái chữ chốt vào số điện thoại giúp em ạ. Một giò ra cực rẻ này, 6 thân 200k này mọi người ơi. Có ai thấy em cho em một chấm đi ạ. Đặng Vinh Sinh chim một chút. Đây, đây là Ngọc Điểm Thái nha mọi người. Đấy, thái như vậy là 130.000 một cây này. Khu 3. Thái rất là đẹp. 130.000 một cây này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Phương Giáng chú. Phương Xá. Ai thấy em cho em một chấm đi ạ. À. Ai thấy em cho em một chấm đi mọi người ơi. Một cặp như vậy là 260k này. Các ai chốt đi chị chốt vào số điện thoại giúp em này. Rồi gì nữa chú. Cầm khê. Có xem không? Dạ được. Dạ cháu ở Bình Định. Dạ cháu ở Bình Định. Phượng Hồng, chị chốt cáo hay là dạ. Gì hen? Rồi, em chốt cho Phượng Hồng này, Phượng Hồng cho em xin cái địa chỉ và số điện thoại này. 0976 rồi, 491 769 Đặng Văn Sinh. Giờ em mới thấy cái comment của mọi người à. Chị Hiền lại chốt sao rồi chị Hiền ơi. Có ai chốt Ngọc Điểm thì chốt Ngọc Điểm cho em ạ. À.
Cái chốt kia là ghi chốt số điện thoại, chốt giá tiền và số điện thoại giúp em nha mọi người ơi. Alo. Bấm cái giò cá đó vô cho miệng à. Dạ quế anh. Quế là nước rồi. Nè ngập bấm cái giò cá nó vô cho miệng. Chú ơi, chốt 2 giò cá quá như vậy. Hả? 2 giò cá. Cái thấy em cho em 100 đi ạ. Sao cái máy em đã, em không thấy comment của mọi người ha. Cái giò cá ở đây đây, giờ đây 200 nghìn này. 170 á, tao bán 170. Hử? 180 nghìn một giò. 2 4 5. Cái giò ở đây là 5 thân này. 5 thân. Nói chung cái hàng đây ấy, một số cây nó lớn. Một số cây nó lớn thì nó đang có, nó đã có nụ. Mà một số cây như vậy thì khoảng cỡ nửa tháng nữa là nó có nụ nha mọi người. Trước sau gì nó cũng có nụ. Em đảm bảo với mọi người đây là những cái thân nó lớn hơn thì nó có nụ, mà những cái thân nó nhỏ hơn thì nó mọi người về là khoảng cỡ nửa tháng sau là có nụ mà. Tại vì một tháng nữa là nó mới tới mùa cáo. Một giò như vậy là 180 nghìn này, các ai chốt cứ chỉ chốt vào số điện thoại giúp em ạ. Các ai chốt cứ chỉ chốt vào số điện thoại giúp em ạ. Rồi ok. 180 nghìn một giò. 5 thân này mọi người ơi. Các ai chốt cứ chỉ chốt vào số điện thoại giúp em ạ. Tại vì mọi người cứ yên tâm đi. Cứ yên tâm mua về. Nửa tháng nữa là nó sẽ ra hoa nha mọi người. Rồi 0976491769 không? Nửa tháng nữa là nó sẽ ra hoa nha. Lửa cho em mấy giò nụ dễ bán em này. Cá chốt không ạ? 180.000 một giò cá cực kỳ rẻ này mọi người ơi. Đây là cá bắc ạ. Tìm mấy cái giò nó đang ra nụ em anh, nó dễ lắm. Một trăm tám chục nghìn nè, có ai chốt không ạ? Lấy mấy cái giò dưới kia nè em ơi. Ừ, lấy cho chị đó. Trời, cái cây này nó bị rớt ra rồi. Hả? 2, 4, 5. Giò đây là 5 thân này. Chào Minh Tuấn ạ. À. Nhờ mọi người chia sẻ bao nhiêu em nụ nè, mọi người có thấy cái nụ không ạ? Nụ nè mọi người ơi, đấy. Đấy mọi người có thấy cái nụ chưa ạ? Những cái cây đây là nó phát triển, nó lớn hơn này, nó phát triển rồi nó có nụ trước. 2 4 5, giò đây 5 thân này. Cái cây nó lớn hơn nên là cái giò đây là 5 thân, em bán với giá là 230k, có ai chốt không ạ? 230k cho một giò cá cực kỳ đẹp luôn, lá xếp nha mọi người. Hàng đang có nụ này, 230k này, có ai chốt cứ chữ chốt vào số điện thoại giúp em này. Chốt 230k và số điện thoại giúp em hàng. Mọi người có thấy rẻ không ạ? 230k cho một giò cáo này. Có ai chốt cứ chữ chốt vào số điện thoại giúp em nha mọi người ơi. Phượng Hoàng ơi, chị Hiền chị coi ta chốt được cái đó, chị chốt đi chị Hiền ơi. Phượng Hồng cho em xin cái địa chỉ nữa nha Phượng Hồng ơi. Hoàng Hồng Sơn ơi, có quế tháng 8 anh ơi. Có ai thấy em cho em 100 đấy ạ? À? Sao em không thấy mọi người comment gì hết? Một giò cáo như vậy là 230 nghìn, hàng đang có nụ nè. Có ai chốt, cứ chữ chốt qua số điện thoại giúp em ạ. Sao không thấy ai comment hết ta? Còn đây là quế này, quế tháng 8. Hàng ở Bình Định mình nè. Nhiều cây to lắm. 150.000 một ký nha mọi người. 150.000 một ký này. Nguyễn Ngọc Thịnh, chào Nguyễn Ngọc Thịnh ạ. À. Mọi người có thấy quế đẹp không ạ? À?
hàng mới với rất là đẹp. 150.000 một ký nha mọi người. Hoàng Hồng Sơn ơi, quế này anh ơi, quế đó là 150.000 một ký này. Các ai chốt đi chị, chốt vào số điện thoại giúp em. Đây là quế tháng 8, hoa rất là thơm nha mọi người, cái chuỗi hoa nó ra dài lắm. 150.000 một ký này. Cài thay em cho em 100 đi ạ. À. Sao em không thấy cái phần comment của mọi người hay cái phần bình luận mọi người hết. Cài thay em cho em 100 đi ạ. À. Không thấy ai comment hết. Không thấy ai bình luận gì hết. Còn đây là quế xếp nha mọi người. Quế xếp này mọi người có thấy coi cực kỳ đẹp không ạ? Đấy. Đây là quế xếp hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mọi người có thấy quế rất là đẹp không ạ? Đây là quế xếp 250.000 một ký nha. Quế xếp này coi cực kỳ đẹp luôn mọi người thấy không ạ? Các ai thấy em cho em 100 đấy ạ. Đó là quế xếp nha mọi người. Hàng rất là đẹp này. Hàng mới về xanh mơn mơn luôn ạ. Các ai chốt quế xếp không ạ? Một ký như ra là 250k cho một ký quế xếp này. Coi rất là đẹp này. Mọi người có thấy không ạ? Anh thấy không? Mấy giờ nhỏ nhỏ là 180k này. Cái thấy em cho em 100 đấy ạ. À? Sao em không thấy cái phần bình luận của mọi người? Cái thấy em cho em 100 đấy ạ. À? Alo. Dạ bà chị. À, mà sao không... Ấy là thấy cái phần bình luận không mà sao em không đọc được cái phần bình luận, em không thấy gì hết. Ý là chị, nick của chị là gì chị? Các ai thấy em cho em 100 đấy ạ. À. Rồi chị chốt cái gì ạ? À? Chị đọc được em ghi luôn. À. Chị nói rất... Cái nick là gì? Này. Cái đấy chị chốt cái giao cáo là 200.000. 200 phải không? Có ai thấy em cho em 100 đấy ạ. À? Mọi người mua gì cứ nói là sao em không thấy, không đọc được cái phần bình luận của mọi người ạ. À? Rồi ok. Rồi. Nhật điểm tháng này mọi người ơi. Ui, sao nó nắng mực quá mà không thấy được cái phần bình luận của ai hết, sao lại bà phán ta. Mọi người ơi, có ai thấy em cho em 100 đấy ạ? À? Chị là một giò cáo với một ký quế xếp phải không chị? Dạ. Chào Nguyễn Lam, nhờ chia sẻ bài giùm đi Nguyễn Lam ơi. Dạ, cái ai thấy em cho em 100 đấy ạ. À. Không được, không đọc được cái phần bình luận của ai hết. Đấy, quế mới về rất là đẹp này mọi người. Có thấy quế đẹp không ạ? Đây. Mọi người có thấy quế đẹp không ạ? Rất là đẹp này, 150k một ký này nha mọi người. 150k một ký này.
Có ai thấy em cho em 100 đấy ạ? À? Dạ đi. Không không không, em không thấy cái phần bình luận vai nó đó. Bước qua không được. Hả? Bước qua không có. Không, không thấy cái phần bình luận vai luôn. Đâu lại. Rồi, em xin lỗi mọi người ạ, tại vì em bây giờ em mới đọc được cái phần bình luận của mọi người nè. Trời ơi. Photocopy hoàn ớt ơi, anh cho em xin cái địa chỉ và số điện thoại ạ. À. Rồi, bây giờ em mới thấy cái phần bình luận của mọi người ạ. À. Rồi, photocopy cho em xin cái địa chỉ luôn nha, photocopy ơi. Một ký quế. Đây này, đưa em cái ra. Một ký quế... Một cây quế tháng 8 là 150k nha. Các ai chốt ghi chữ chốt rồi số điện thoại giúp em ạ. À. Anh ngồi qua bên anh ghi liền. Cái chốt gì nữa ạ? À? Cái chốt quế là 150k một ký này, cái ai chốt ghi chữ 150k và số điện thoại giúp em ạ. À. Sao ta? Không có thấy phần bình luận nữa. Giờ cái máy em nó bị mano canh rồi sao á? Thôi đây em out ra rồi em like lại thứ sao em không có đọc được cái phần bình luận của mọi người gì hết.